Nhà sản xuất xe hơi lớn thứ hai thế giới là Toyota vừa công bố là sẽ đầu tư và ứng dụng chia sẻ xe Uber. Đây được coi là một động thái lịch sử khi Toyota bắt tay với đối thủ mới nổi để mở rộng thị trường và khách hàng. Liên minh chiến lược giữa Toyota và Uber bước đầu giúp Uber mở rộng chương trình hỗ trợ tài chính cho các tài xế. Trong tương lai, hai hãng sẽ hợp tác để trao đổi thông tin cũng như nghiên cứu, đặc biệt là trong việc phát triển xe tự lái. Chi tiết của thỏa thuận và chương trình tài chính không được tiết lộ. Thương vụ này sẽ giúp Toyota có mặt trên thị trường chia sẻ xe và tăng cường vị trí của mình tại thị trường Trung Quốc, nơi hãng xếp sau Volkswagen và General Motors sự kiện này phản ánh việc các nhà sản xuất xe hơi không còn muốn đứng ngoài xu hướng di chuyển thông qua các ứng dụng chia sẻ đang ngày càng phổ biến